Con mô tô này ngầu quá, phải quay một chiếc clip cho người yêu up lên top top mới được. Kiểu gì cũng được triệu view. Em tạo dáng đi, anh đang chỉnh góc. Ờ, cái xe máy lượn qua chắn camera rồi. Ơ anh ơi, ra lấy điện thoại của em. Đoạn clip này ghi lại cảnh một chàng trai đang mải mê chụp hình, quay video cho cô gái đứng tạo dáng cạnh chiếc mô tô phân khối lớn. Dù đứng ở ngoài đường quay phim chụp hình, nhưng cặp đôi không hề để ý mọi thứ xung quanh. Do đó cũng chính thời khắc này, tên cướp điện thoại đã nhắm trúng mục tiêu. Trong lúc chàng trai đang ở tư thế ngồi xổm để quay video, tên cướp đã đi xe máy đến, nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay chàng trai rồi rời đi. Do bất ngờ bị cướp điện thoại nên nam thanh niên không kịp trở tay, cô gái cũng giật mình và chạy tới phía bạn nam. Hiện tại vẫn chưa rõ sự tình sau đó thế nào, cặp đôi có dùng mô tô để đuổi theo tên cướp hay không. Tuy nhiên đoạn clip này, ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dù tức giận trước hành động của tên cướp, nhưng cũng ngán ngẩm bởi hành động quay phim chụp hình sống ảo của cặp nam nữ. Họ cũng để lại một số bình luận phía dưới đoạn clip. Bây giờ ra đường phải cẩn thận, chứ ai lại hớ hành thế kia. Quay phim sống ảo cũng phải ngó nghiêng xung quanh chứ, coi như bài học nhớ đời. Cuối cùng chẳng được sống ảo lại có mất điện thoại. Bài học cho những ai đam mê TikTok quá độ, mê gì thì mê, cũng phải chú ý xung quanh bảo vệ tài sản nhé. Có thể thấy không chỉ mất tài sản, đôi nam nữ này còn đứng ra đường để quay, chụp ảnh. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho chính tính mạng của đôi nam nữ trong clip mà còn cản trở giao thông của những người đi đường.